Khi mà các bạn mua xe liên hệ trước, khi mà các bạn mua xe liên hệ trước với Như á, thì sẽ được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng á, là Như sẽ bớt trực tiếp vào giá xe, hoặc là các bạn có thể lấy tiền mặt để đổ xăng về cũng được ha. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô S150, S155, rồi Sonic này, Vinner X đồ cho anh chị và các bạn ha. Các bạn chịu khó mà các bạn xem nha. Thì clip này mình quay cũng sẽ tổng hợp cho anh chị và các bạn ha. Giá này là ở cuối tháng 5. Đồng hành giới thiệu mình trong hôm nay thì có ông Như sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha. Mời Như ạ. Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Khánh Như ha. Thì ngày hôm nay Khánh Như sẽ báo giá cho các bạn dòng xe, đặc biệt là dòng xe Taycan ha. Hầu như clip này có Taycan không à. Như sẽ đầu tiên là Như sẽ báo giá dòng mở kinh nhập từ Indo ha. Hiện tại là mẫu này đang giảm giá các bạn. Với lại nó về được rất nhiều màu ha. Mẫu mới nó về đủ màu luôn. Thì hiện tại mở kinh bên Như đang dao động tầm khoảng 45 cho tới 47 triệu tùy màu ha. Bản này thì bên Như hỗ trợ trả góp tầm khoảng 5 triệu trở lên là các bạn có thể mang xe về được rồi ha. Nhớ là bạn nào mua xe trả góp thì trả trước cho Như tầm khoảng 5 triệu trở lên, mang theo giấy chứng minh đủ 18 tuổi, liên hệ qua Zalo của Như sẽ được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng ha. Bên Như có màu trắng, đỏ, vàng. Đặc biệt là cái màu này nó đẹp ở chỗ là cái mâm nó màu vàng các bạn, mâm màu vàng nhìn rất là nổi xe ha. Với lại anh nào mà thích màu này thì khi mà mình về mình độ lên nó sẽ được 3 màu. Thì khi mà mình đổi màu cọc quẹt nó sẽ dễ hơn ha. Nhằm khi là độ mấy cái màu trong cọc quẹt thì sẽ không cần đổi màu luôn, xe nó tiện hơn ha. Mâm màu quẹt, mâm màu quẹt. Cái này mở kính này hiện tại giá sao không? Mở kính thì bên em đang nhầm tầm khoảng 45 cho tới 47 triệu tùy màu ha. Giá như báo là đã bao gồm phí VAT rồi nha các bạn. Khi mà các bạn mua xe thì chỉ cần cộng biển số vô là được ha. Ok. Đó, báo giá chuẩn cho anh em luôn. Rồi bên cạnh đó thì thấy có cái con 155 màu trắng không? À, báo mỗi con này thôi. Cái này hả? Thấy hơi đẹp. Hơi đẹp. Mẫu này thì bên Như đang nằm tầm khoảng 48.500.000 nha các bạn. Exeter 155 thì có nhiều phiên bản, nó dao động tầm khoảng 44 cho đến 48.500.000. Bạn nào mà mua xe thì cứ liên hệ qua Zalo của Như đi, Như sẽ báo giá cụ thể cho các bạn ha. Rồi ok. À đây, một mẫu mà mình nghĩ là rất là nhiều anh em chuộng đó là S150 nè. Hiện tại thì bắt đầu bổ mẫu á mọi người. S150 thì hôm qua bên Như mới nhập về được một lô xe tầm khoảng 30 chiếc đó các bạn. Về đủ màu ha, có 4 phiên bản đặc biệt luôn, về đủ màu luôn. Bạn nào mà mua 150 thì cứ nhanh tay liên hệ với Zalo của Như. Bên cạnh đó thì sẽ được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng rồi. Thì Như sẽ hỗ trợ gửi định vị cho các bạn dễ đi hơn ha. Mẫu này thì bên Như đang nằm tầm khoảng 45 triệu như các bạn. Trả trước cho Như tầm 5 triệu trở lên là được ha. Như con này anh muốn trả góp lá cà vẹt góp thì trả nhiêu em? Đối với dòng xe Taycan thì các bạn chỉ cần trả trước tầm 15 triệu trở lên là có thể lấy cà vẹt góc ha. Ok, 15 triệu là lụm cà vẹt góc luôn. 15 triệu là lụm. Rồi, tiếp tục là em mở kinh này, màu này hot lắm này mọi người ơi. Đỏ đen. Màu này còn gì bằng nữa. Màu này cực hot nha. Màu này thì hiện tại bên Như đang là 45 triệu nha các bạn. Trả trước cho Như tầm khoảng 5 triệu trở lên là được ha. Đa số là dòng xe Taycan đó, đó với dòng Exeter, Raider rồi thì các bạn chỉ cần trả trước tầm 5 triệu trở lên là được ha. Rồi, cái này thì một em S150 phiên bản giới hạn này. Phiên bản cực hot. Rồi, phiên bản giới hạn 150 trước đi. 150 hiện tại mấy cái màu này bên em có đủ màu đúng không? Dạ đúng rồi, hôm qua bên em mới về được một lô tầm khoảng 30 con là có đủ 4 phiên bản luôn các bạn. 50 con. Đúng rồi, 30 con. 30 con á. Có đủ 4 phiên bản. Đủ 4 phiên bản luôn dạ, nha mọi người. Hiện tại thì giá sao này, anh cũng đang tò mò này. 45 triệu thôi nha các bạn. Giá đang ưu đãi. Nhưng mà nó cũng bằng với bản giới hạn à? À bằng với bản thường à? Dạ, bản thường thì 45. Nãy màu đỏ em báo 45. Dạ đúng rồi, bản thường thì 45, bản này cũng 45 luôn. Cho nên bạn nào thích màu nào thì kiểu như bán đồng giá cho các bạn dễ lựa. Tại vì nó các bạn mua xe thì các bạn chỉ quan trọng là các bạn thích màu nào thôi, chứ các bạn không quan trọng là phiên bản, chỉ các bạn thích là được. Ok, chỉ cần các bạn thích là có như hỗ trợ là ngay. Đúng rồi. Rồi, bên này là bạn mượt kia nhờ. Hai màu xanh, một bản độ, một bản nguyên bản ha. Bản này là độ màu nha các bạn. Hiện tại là như thấy các bạn ngoài đường á, từ Winner V3 nè, rồi S155 cho tới Satchi Sonic, rồi Raider. Bây giờ tới Mở King là các bạn vẫn độ màu này đúng không? Màu này hiện tại là đang rất là hot.
Cho nên bạn nào thích độ màu thì cứ liên hệ với Như, Như sẽ hỗ trợ độ màu sẵn các bạn ha. Lên mua xe thì có màu sẵn luôn, để chỉ làm hồ sơ xong lấy xe thôi. Mẫu này bên Như đang hiện tại là 45 triệu ha, trả trước cho Như tầm 5 triệu là được. 5 triệu ok. À, bên này thì có mượt kinh màu xanh. Con này lấy em lấy tưởng từ đâu? Giống như con F-155 ha. Đúng rồi, chính xác. Bản này bản 2022 luôn rồi mọi người. Đúng rồi. Màu xanh GB là màu huyền thoại không? Bây giờ nó lại đổi sang màu nhám thì nó hơi lạ một xíu. Nhưng mà nó cũng có cái độc đáo là nó vừa nhám nó vừa bóng luôn, thì nhìn nó hơi cá tính hơn một chút xíu thôi các bạn. Mẫu này bên Như cũng nằm tầm khoảng 45 ha, trả trước cho Như tầm 5 triệu là được. 5 triệu ok. Đây, tiếp tục F-155 mà phiên bản kỷ niệm 60 năm rồi mọi người. Bản này giờ cũng ít hàng lắm. 48 triệu 500 nha các bạn. Khi mà các bạn mua xe liên hệ trước với Như á, thì sẽ được hỗ trợ 1 triệu tiền xăng á. Là Như sẽ bớt trực tiếp vào giá xe, hoặc là các bạn có thể lấy tiền mặt để đổ xăng về cũng được không. Nhưng mà lên đây sao biết liên hệ với em? Số điện thoại của Như có ghi bên dưới màn hình, các bạn cứ kết bạn Zalo với Như trước đi, Như sẽ tư vấn trước, gửi định vị cho các bạn dễ lên ha. Các bạn nào ở xa không biết đường đi thì đi gần tới điện Như sẽ hỗ trợ nhân viên ở đó các bạn ha. Ok. Rồi, báo luôn cái bảng màu đen 2022 luôn em. Đỏ đen luôn không? Đỏ đen. Đỏ với màu đen bằng giá luôn là 40. Bao nhiêu? Cái này là bản tiêu chuẩn. Bản tiêu chuẩn thì bên Như đang nằm tầm khoảng 45 triệu nha các bạn. Trả trước cho Như tầm 5 triệu là được ha. Bản này là bản chìa khóa các bạn. Bản đồ C. Bản đồ C thì bên Như có màu đỏ với màu đen. Có màu vàng sao em? Đây là màu độ nha. Độ cái này bên Như cũng nằm tầm khoảng 45 ma này. Cái này là khóa thường đó các bạn. Đẹp quá. Dạ đúng rồi. Con này đố em nó giống một cái phiên bản gì? Giống phiên bản cái màu vàng của cái mẫu mới ra 2022 nè. Cũng có một chiếc giống giống vậy luôn á. Ok. Có lại con này cũng lót phong cách lói cái cảm hứng theo cái mà phiên bản giới hạn mà màu vàng xám đó mọi người. Vàng xám mà con này thành vàng đen thì nó giống vàng cái con 2022 hơn. Giá cũng là 48 à, 85 à. Cái này hả? Ừ. Đâu, cái này có 45 à. Trời ơi. 45 mọi người. Bản này bản tiêu chuẩn. 45 triệu. Ok. Cái này bốn mẫu bằng giá này anh. Rồi ok. Bốn mẫu thôi nha, không có em nha. Tiếp tục là bốn cái phiên bản giới hạn nữa nè. Hồi đầu clip mình có quay cho mọi người là bản giới hạn là cánh ngọc trai nè. Thì bây giờ đây, bốn cái phiên bản này đồng giá luôn là đồng giá bao nhiêu? 485. 485. Dạ đúng. Anh nói đố em trong bốn cái phiên bản này thì con nào bán chạy nhất? Đấy. Em bán mà sao anh hỏi em không có được. Đó, anh chị và các bạn mình phải biết nha, mình biết những cái dòng nào mà bán chạy, dòng nào chuộng ha, mà giá nó bằng nhau thì tất nhiên mình mua là mình vẫn có lợi ha. Ở đây. Đấy, nhìn giống như là một phiên bản độ màu á các bạn, nhưng mà màu nguyên zin ha. Ok. Cái này thì mình trả trước bao nhiêu em? Trả trước tầm 5 triệu trở lên là được. 5 triệu ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi, chắc là mình sẽ báo thêm một số mẫu cho anh chị và các bạn luôn. Ví dụ như là Rider, Saikia, Sonic á. Mình báo nhanh nha mọi người. Nghĩa là mình sẽ nhờ Như báo một số cái mẫu mà mình nghĩ là đánh giá là nhiều người mua, nhiều người chọn ha. Đó là dòng Sonic. Đó, nắng đỏ Racing. Rồi, mẫu này thì bên Như đang nằm tầm khoảng 52 triệu nha các bạn. 52 triệu. Dạ, cái bản này là nó cao hơn tất cả màu zin khác mà đúng không? Dạ không, mà bây giờ bán bằng giá luôn. Bằng giá luôn hả? Dạ đúng rồi, sổ rẻ. Bao VAT? Bao VAT, bán bằng giá luôn. Trả trước nhiều? Trả trước tầm 8 triệu là được ha. 8 triệu ok. Dạ. Rồi còn Saikia em. Saikia. Màu thì Saikia nhiều anh em nào muốn màu nào thì cứ liên hệ. Mẫu 2022 ha. Raider trước đi. Ờ Raider cũng được. Raider thì bên Như có 2021, 2022 luôn ha. Raider thì đang nằm tầm khoảng 47 tới 48 triệu tùy mẫu ha. Trả trước cho Như tầm 5 triệu là được. Ok. Còn Saikia. Saikia thì cũng có nhiều màu. Saikia 2022 đang nằm tầm khoảng 52 triệu đến 53 triệu ha. Thì cũng ngang ngửa xương nít thôi. Bạn nào thích dòng SU hoặc là dòng Honda thì cứ việc chọn xe xong mà nhắn tin Zalo cho Như ha. Giá đang nằm tầm khoảng 52 triệu. Trả trước Như tầm 8 triệu trở lên là được. Ok, sẵn tiền nào Vinner V3 luôn nè. Vinner V3 bên Như có đủ phiên bản hay các bạn. Giá đang dao động tầm 39 tới 41 triệu tùy mẫu ha. Mua xe thì trả trước như tầm 1 đến 2 triệu là được rồi. Winner đang giảm giá rất là khủng hơn. Giảm giá mà hỗ trợ trả trước cực thấp luôn á các bạn. Chỉ cần mang chứng minh cầm lên 1 triệu cũng được đó, còn lấy xe về. Rồi ok, thì đó là mình vừa lướt nhanh cho anh chị và các bạn ha, một số dòng thôi. Các bạn nào cần mua những cái dòng nào á, chịu khó mình nhắn tin qua Zalo của Như để mà Như hỗ trợ. Ok, cảm ơn mọi người xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho sĩ mạnh á. Chào mọi người thôi.